Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Góc nhìn quốc tế về những nhiễu động chính trị mới đây tại Việt Nam Ngày 19 tháng 5, BBC bình luận bà Trương Thị Mai mất chức, chính trường nhiễu động từ góc nhìn quốc tế BBC dẫn bình luận của một số trang báo quốc tế có nhận định chung là bà Mai bị buộc thôi chức, bị cho vào lò, bị nhắm đến vì là một trong ba người đủ tiêu chuẩn kế nhiệm tổng bí thư Hai người còn lại là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, BBC dẫn lời giáo sư Alexander Elvuvin từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel cho rằng sự kiện bà Trương Thị Mai từ chức bó hẹp lựa chọn người kế vị cho vị trí đứng đầu đảng hiện nay là ông Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Theo ông, việc chỉ còn hai người kế nhiệm sẽ nâng cao khả năng ông Trọng giữ ghế làm tiếp nhiệm kỳ thứ tư vô tiền khoáng hậu. Việc bà Trương Thị Mai từ chức đã tạo thêm áp lực khiến Đại tướng Tô Lâm phải rời Bộ Công an để làm Chủ tịch nước, giáo sư Vung Vinh nhận định. Nhận định này của giáo sư Vung Viên đã khớp với diễn biến sau đó khi Trung ương Đảng chính thức giới thiệu ông Tô Lâm cho vị trí này vào ngày 18 tháng 5. BBC dẫn thông báo ngày 19 tháng 5 của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại kỳ họp thứ Bảy diễn ra từ ngày 20 tháng 5, Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch nước đối với ông Tô Lâm, nhưng lại chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an đối với ông và cũng chưa phê chuẩn nhân sự thay thế ông trong vai trò bộ trưởng công an. BBC bình luận đó sẽ là vị trí siêu quyền lực của vị đại tướng công an và điều này dù trong ngắn hay dài sẽ càng củng cố hình ảnh nhà nước công an trị như đánh giá của các nhà phân tích nước ngoài. Và đây là hình tướng Lương Cường được đẩy lên để làm đối trọng với tướng Tô Lâm. BBC cũng dẫn đánh giá của một số chuyên gia về việc thăng cấp thường trực ban bí thư cho đại tướng Lương Cường. Giáo sư vùng viên bình luận, điều này giúp điều chỉnh lại cán cân quyền lực trong nhóm lãnh đạo cao nhất của đảng, đặc biệt là giữa hai lực lượng vũ trang của đảng, đó là công an và quân đội. Tương tự, giáo sư Abuza cho rằng, tôi không nghĩ rằng ông Trọng có thể kiểm soát được tình hình vào lúc này. Hiện chỉ còn một đối trọng đối với Bộ Công an là quân đội. Phóng viên Sebastian thì đánh giá gian lãnh đạo càng bị thống trị bởi quân đội và Bộ Công an, cơ quan được trao trách nhiệm chính trong công cuộc chống tham nhũng. Giáo sư Chatterjee đề cập tới một khía cạnh khác, xét tới điều này là vô cùng quan trọng, nhân sự của Bộ Quốc phòng trong ban chấp hành trung ương lớn hơn so với nhân sự của Bộ Công an. Khả năng cao là họ sẽ ủng hộ những động thái có thể gây thêm bất ổn vào lúc này. BBC nhận xét, cán cân trên phần nào cho thấy tầm quan trọng của Bộ Quốc phòng trong cấu trúc quyền lực của Việt Nam. Và đây là hình trong số 4, Ủy viên Bộ Chính trị mới được bầu bổ sung thì ba người không có kinh nghiệm quản trị nhà nước và điều hành kinh tế. BBC tiếp tục dẫn các đánh giá về việc bốn ủy viên Bộ Chính trị vừa được bầu bổ sung đều là người của ban bí thư và là cán bộ đảng đoàn. Ông nhận định mức độ thay đổi nhân sự chưa từng có ở thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam báo hiệu rằng ban lãnh đạo được bầu ra tại Đại hội Đảng 14 sẽ rất khác so với nhóm lãnh đạo nhậm chức vào năm 2021. Giáo sư Thay Dơ nhận xét rằng điều này có thể giúp mang lại những tiếng nói và quan điểm mới tới Bộ Chính trị. Trong khi đó, giáo sư Abuza thì cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy đảng đang rất lo lắng về sự kiểm soát của đảng. Thế là họ đưa trưởng ban dân vận trung ương, người đứng đầu mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng ban tuyên giáo trung ương vào. Ông Abuza cho rằng ba trong bốn người này, trừ ông Lê Minh Hưng, đều không có nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhà nước hay trong lĩnh vực kinh tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin góc nhìn quốc tế về những nhiễu động chính trị mới đây tại Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tướng Công an Tô Lâm sẽ trở thành Chủ tịch nước. Ngày 18 tháng 5, VOA Tiếng Việt loan tin. Bộ trưởng Công an Tô Lâm được giới thiệu làm chủ tịch nước. Theo đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người thi hành chiến dịch bài trừ tham nhũng, giáo riết của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, được giới thiệu bầu làm chủ tịch nước sau một cuộc họp của các nhà lãnh đạo chủ chốt do ông Trọng chủ trì vào ngày 18 tháng 5. VOA cho biết, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được đề cử lên làm chủ tịch Quốc hội, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng. Và đây là hình bản tin trên VOA. Sự sắp xếp nhân sự cao cấp này diễn ra trong bối cảnh chính trường Việt Nam chứng kiến sự xáo trộn chưa từng thấy ở thượng tầng với việc hai chủ tịch nước và một chủ tịch quốc hội bị buộc phải thôi chức trong vòng chưa đầy 18 tháng. Tất cả đều do những sai phạm không được nêu cụ thể, nhưng có phần chắc chắn là có liên quan tới chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Theo VOA, sau khi được quốc hội biểu quyết chấp thuận, có thể diễn ra vào tuần sau, Đại tướng Tô Lâm, 66 tuổi, sẽ thay thế ông Võ Văn Thưởng, người đã từ chức hồi tháng 3 sau khi bị cáo buộc vi phạm điều lệ đảng chỉ hơn một năm sau khi được bổ nhiệm. Được nhiều người coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất nước, ông Lâm đã được ban chấp hành Trung ương đảng lựa chọn vào đầu tuần này. Nhưng chính quyền và truyền thông nhà nước chỉ tiết lộ đề cử vào ngày thứ Bảy, 18 tháng 5. Vẫn theo VOA, Chủ tịch nước giữ vai trò chủ yếu, mang tính nghi lễ, nhưng là một trong bốn vị trí tứ trụ, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Những người còn lại là tổng bí thư, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Và đây là hình đại tướng, bộ trưởng bộ công an tô lâm, nhân vật trung tâm của chiến dịch đốt lò, người vừa được giới thiệu làm chủ tịch nước. Nhiều nhà quan sát coi việc bổ nhiệm ông là một bước khả dĩ để ông trở thành tổng bí thư, chức vụ hàng đầu ở Việt Nam khi các nhiệm kỳ của các nhà lãnh đạo hiện tại kết thúc vào năm 2026, hoặc thậm chí sớm hơn nếu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thôi chức trước khi nhiệm kỳ thứ ba của ông hết hạn. VOA cũng cho biết, ông Mẫn, 61 tuổi, sẽ thay thế ông Vương Đình Huệ sau khi ông này bị miễn nhiệm vì những cáo buộc sai phạm cách đây hơn 2 tuần. Các đề cử được đưa ra khi đảng bổ nhiệm 4 thành viên mới của Bộ Chính trị vào ngày thứ Năm 16 tháng 5, cơ quan ra quyết định hàng đầu của đất nước sau khi loại bỏ nhà lãnh đạo cao cấp thứ Năm là bà Trương Thị Mai. Bà là người thứ Sáu rời khỏi Bộ Chính trị kể từ cuối năm 2022 trong một loạt những vụ từ chức cao cấp chưa từng thấy. VOA tiếp tục cho hay, ông Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2016 và được đưa vào Bộ Chính trị vào năm 2021. Và đây là hình kết thúc Hội nghị Trung ương khóa 9. Ông cũng là Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của đảng kể từ năm 2021, đóng vai trò trọng yếu trong chiến dịch đốt lò, đã chứng kiến hàng ngàn quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp bị truy tố hoặc buộc phải từ chức. Ông từng vướng vào một vụ lùm xùm hồi năm 2021 khi đầu bếp nổi tiếng Shelby đăng tải một video quay lại cảnh ông này đút cho ông Lâm ăn miếng bò bít tết dắt vàng tại nhà hàng của ông ở London, trong khi Việt Nam đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng trước khi đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ gỡ nó xuống. VOA cho biết thêm, một chủ quán bún bò ở Đà Nẵng sau đó đăng video nhại lại video của Shelby đã bị kết án 5 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông Lâm đứng đầu Bộ Công an vào năm 2017 khi an ninh Việt Nam bị cáo buộc đã thực hiện một vụ bắt cóc cựu lãnh đạo doanh nghiệp Trịnh Xuân Thanh ở Đức qua ngã Slovakia. Vụ việc đã làm rạn nứt quan hệ giữa hai nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tướng Công an Tô Lâm sẽ trở thành Chủ tịch nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.